chị nói rằng lớp bạn người ta làm rất nhiều bông hoa đẹp để tặng các cô đấy. Chúng mình còn làm gì nữa nào? Các em bé 3 tuổi ơi, chúng mình đã làm những gì để chào mừng ngày hội của các cô nhỉ? Chúng mình đã làm gì nào? Và các con cùng đến với bài hát Cô và Mẹ do các bé lớp